khiến nhiều chuyên gia lo lắng. Các nhà khoa học và tổ chức tiêu dùng đã chứng minh và cho thấy, bức xạ tần số điện từ ngày càng tăng từ các thiết bị di động có thể gây ra tác động xấu đến sức khỏe con người, đặc biệt là công nghệ 5G vừa mới được tung ra trên toàn cầu. Một báo cáo mới đầy từ Chicago Tribune cho thấy, các mẫu điện thoại đời cũ của Apple và Samsung được phát hành trong khoảng 3 năm qua, chủ yếu hoạt động ở băng tần 3G và 4G, có thể tạo ra bức xạ tần số cao hơn tới 5 lần so với tỷ lệ hấp thụ tiêu chuẩn mà Ủy ban Truyền thông Liên bang hiện cho phép. Được biết, Chibun đã thử nghiệm trong điều kiện phòng lab Exposure RF tiêu chuẩn trên tổng cộng 11 mẫu điện thoại khác nhau, bao gồm 4 mẫu iPhone, 3 mẫu Samsung Galaxy, 3 mẫu Motorola và 1 chiếc BLU Vivo 5 mini. Kết quả cho thấy mức độ hấp thụ tần số của iPhone 7 đáng lo ngại nhất trong số những dòng iPhone khác, với hơn tỷ lệ diana dập xe hút cao hơn từ 2 đến 4 lần so với giới hạn an toàn. Bên cạnh đó, 3 mẫu điện thoại Samsung Galaxy cũng cho thấy mức độ hấp thụ cao hơn tiêu chuẩn đặc biệt là mẫu Galaxy S8 cao hơn 5 lần so với tiêu chuẩn hiện tại. Theo một thử nghiệm mới đây, nhiều mẫu iPhone và điện thoại Samsung Galaxy có mức độ hấp thụ tần số vô tuyến cao hơn nhiều lần so với chuẩn thông thường.